tại thị trường Trung Quốc. Theo báo cáo mới được công bố bởi công ty nghiên cứu thị trường Charter Analytics, thị phần smartphone của Samsung Electronics tại Trung Quốc trong quý 2 năm 2019 đã giảm xuống dưới 1%. Sự sụt giảm doanh số này của Samsung tại Trung Quốc đang được cho là do ảnh hưởng của các thương hiệu Trung Quốc cũng như ngày càng nhiều người dùng Trung Quốc lựa chọn các thương hiệu nội địa. Trong quý 2 năm 2019, gã khổng lồ Hàn Quốc đã xuất xưởng khoảng 700.000 chiếc tại Trung Quốc, chiếm 0,7% thị phần. Thị trường của Samsung tại Trung Quốc liên tục bị thu hẹp. Năm 2016, Samsung có 4,9% thị phần nhưng đã giảm xuống còn 2,1% trong năm 2017. Năm ngoái hãng này tiếp tục tụt xuống dưới 1%. Tuy nhiên, các báo cáo chỉ ra rằng trong quý 1 năm 2019, thị phần của Samsung tại Trung Quốc đã tăng trở lại 1,1%. Dù vậy, Samsung vẫn là hãng smartphone thống trị thế giới. Doanh số toàn cầu của Samsung trong quý 2 năm 2019 đạt 76,3 triệu chiếc chiếm 22,3% thị phần toàn cầu. Huawei đã xuất xưởng 58,7 triệu smartphone đứng thứ hai trên thị trường, với thị phần 17,2%. Apple đứng thứ ba với thị phần là 11,1% và xuất xưởng 33,8 triệu iPhone. Xiaomi và Oppo xếp thứ tư và thứ năm với các lô hàng lần lượt là 32,3 triệu và 29,5 triệu điện thoại, chiếm 9,4% và 8,7% thị phần. Tuy nhiên tại thị trường Trung Quốc, Huawei dẫn đầu thị trường với thị phần 37,3% và xuất xưởng 37,3 triệu smartphone, trong khi Oppo đứng thứ hai với thị phần 19,7%, Vivo đạt 18,5%, đứng thứ ba, Xiaomi đứng thứ tư với thị phần là 12%. Bốn thương hiệu này chiếm 85% thị phần điện thoại thông minh tại Trung Quốc. Samsung hiện đã sẵn sàng để ra mắt loạt smartphone hàng đầu Galaxy Note 10, Note 10 tại sự kiện Unpacked ngày mai.